Dạ vâng, em mới chào tất cả quý vị và các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Vâng, kính thưa quý vị và các bác, trước mặt các bác đây đang là những đôi chép JBL ST200. Vâng, bên em số lượng có hạn nhé. Bên em đợt này hàng về thì giả hàng cho các bác, thì bên em hiện tại bây giờ còn có 5 đôi nhé. Còn các 5 đôi thì bác nào muốn sở hữu dòng loa chép này thì các bác hãy nhanh tay gọi điện về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác để lại comment bên em sẽ trả lời cho các bác, hoặc là gọi điện lại cho các bác và gửi hàng cho các bác một cách nhanh nhất. Số lượng có hạn nhá các bác nhá, em xin nhắc lại số lượng có hạn nhá. Lô này thì bên em về lô này thì còn 5 đôi, nhưng mà lô sau thì không biết là đến bao giờ mới về. Như các bác cũng có thể thấy là Việt Nam hiện tại bây giờ thì cũng dịch corona, cũng cách ly một số nơi rồi, cho nên là hàng hóa như thế này thì nó cũng rất là hiếm, đã hiếm nó lại càng hiếm hơn. Đấy, và những đôi chép này thì không biết bao giờ bên em mới lại về được thêm lô nữa. Hiện tại bây giờ thì cửa hàng em còn 5 đôi nhé, còn 5 đôi nhưng mà em trưng bày lên đây một đôi thôi. Và đây là đôi màu đen, như các bác có thể thấy từng cái góc cạnh đấy, từng cái góc cạnh của nó được vuốt ve chỉnh chu rất là kỹ lưỡng và nhìn cũng rất là chất. Vỏ thùng thì màu đen và mặt chép thì toàn bộ màu trắng nhé, chạy CNC, chép không gì. Và chân nó là một cái chân đế này đấy, như các bác có thể thấy nhìn rất là chất luôn. Và cái bề ngang, bề dọc rồi là chiều sâu vào thì cũng đã có một hôm em đã đo cho các bác rồi nhé. Ở video trước em đã đo cho các bác rồi. Tiếng của những đôi này thì các bác hãy đeo tai nghe vào và cảm nhận nhé. Và em cũng đã có những video test về chất âm của những đôi loa chép này rồi. Đó, bây giờ em sẽ mở to lên một chút cho các bác cùng thưởng thức. Các bác hãy nhớ đeo tai nghe vào. Các bác đeo tai nghe vào để cảm nhận cái độ hay, cái độ bay bổng, cái độ uyển chuyển của từng cái nốt nhạc, từng cái lời ca tiếng hát. Những phút xưa em đến từ vòng đời buông xuôi, ta cách xa nhau rồi. Hơn mười mấy năm trời, ôi khung trời tuổi thơ cũng mong sáng nơi xa, mãi mãi không còn nào. Trong nhịp đời chơi vơi. Và khi cắm những đôi loa siêu chép này vào, dù là các bác nghe nhạc ở không gian nào, hoặc là các bác đứng ở chỗ nào đi chăng nữa các bác nghe nhạc, thì cái tiếng của nó vẫn ấp đầy hết trong phòng, và các bác nghe nhạc ở đâu nó cũng giống như vậy. Tiếng chép rất là bay bổng và rất là sáng, tiếng leng keng lách cách, tiếng tí tách. Bây giờ em sẽ tháo loa chép ra nhé. Em sẽ tháo loa siêu chép ra. Vâng, những cái giải cao của nó đã bị, những cái giải cao của nó đã không còn nên đã ngắt đi rồi nhé. Giải từ 16K đến giải 30K. Và hiện tại bây giờ thì các bác nghe nhạc, các bác cảm thấy là nó nặng nề phải không ạ?
các bác nghe nhạc các bác cảm thấy là ồ sao cái khung nhạc nó không được uyển chuyển nữa, nhưng mà nó lại rất là nặng nề. Vâng, và mọi chi tiết thì xin các bác vui lòng liên hệ về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình. Và các bác cũng có thể để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác được nhé. Bác nào chưa ấn đăng ký kênh, chưa ấn chuông thì các bác hãy ấn đăng ký kênh và ấn chuông để nhận những video, những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em. Em xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ở trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.